Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của Loga. Đây mình vừa lắp xong cái cân điện tử cho Toàn ở Hải Hậu Nam Định. Đây, bác đang gia công cho CJ. Bác chọn phương án gia công cho an toàn. Đây, đây là đồi thông. À quên, rừng thông. Kiểu đồi thông hai mộ. Khu trong kia này, khu gia công này, khu này chắc khu này khu nhà ở các bạn này, vô trắng xóa trên đường. Hôm nay mình lắp đặt 2 cân, mai mình đi Bắc Linh là nỗ chạy chỗ anh Chiến. Đây, khu gia công đây. Đây. Đó. Ngày xưa này bọn này là khối tỉ đấy bạn ạ. Một thời vàng son. Trước thì bố vợ mình cũng có 3 cây trị giá bằng một chuyến xe cám. Đây, cây này đẹp đấy các bạn ạ. Đấy. Rồi, mình xin phép đây. Rửa tay.